thưa quý vị hồng leo hay là hồng bụi được trồng nhiều ở các nước có khí hậu ôn đới và cận đới vẻ đẹp của nó khiến cho hàng triệu người đắm say những khóm hồng không chỉ điểm tô cho ngôi nhà trở nên thơm mộng và lãng mạn mà còn giúp cho không khí trong nhà luôn dễ chịu thoải mái và đầy thư giãn với hương hoa hồng thơm ngát phảng phất không gian Chú tại trung tâm Hà Nội do không gian chật hẹp không có nhiều diện tích đất để trồng, nhưng anh Nguyễn Thanh Sơn vẫn cố gắng tận dụng những khoảng trống trong căn nhà của mình để thỏa mãn niềm đam mê. Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, hiện anh đã sở hữu hàng chục cây hồng giống nhập ngoại từ nhiều nước, luôn khoe sắc rực rỡ. Để cùng chiêm ngưỡng khu vườn hồng đặc biệt này, mời quý vị cùng đến với clip chia sẻ của khán giả Nguyễn Thái Ngân từ số điện thoại 0903 3 số cuối 188. nếu ai đã từng một lần đặt chân lên sân thượng nhà anh Nguyễn Thanh Sơn ở Định Công, Hà Nội, sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hàng chục loại hồng ngoại nhập đang khoe sắc rực rỡ với đủ màu sắc. Có niềm đam mê mãnh liệt với hoa hồng, sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, anh Sơn đã mạnh dạn tìm mua nhiều giống hồng khác nhau từ các nước như Anh, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc để trồng thử nghiệm trên sân thượng. Ngoài những loại hồng Việt Nam như hồng nhung leo Hải Phòng, bạch ho, tường vi, anh còn có những giống hồng ngoại nhập như Claire Austin, Mary Rose, Cherry, Medellin, Red Eden. Snow Gaucher. Mặc dù giống hồng nhập khẩu có giá cao hơn so với các loại cây cảnh, hoa cảnh thông thường, nhưng cách tạo cánh, màu sắc của chúng đã khiến cho người trồng hoa như anh Sơn không bao giờ hối hận vì đã bỏ tiền ra mang chúng về. Khi cây lớn, anh Sơn lại dâm hoặc chiết cành tạo ra những thế hệ đời F2, F3 để chia sẻ cho bạn bè và những người có cùng niềm đam mê với mình. Từ rất lâu, hoa hồng đã được xem như là một biểu tượng cao quý của tình yêu bởi vẻ đẹp lãng mạn quyến rũ nhưng đầy gai góc, bởi sức sống mãnh liệt và hương thơm cuốn quýt mọi bước chân ngang qua. Qua tìm hiểu khán giả Nguyễn Thái Ngân được biết, ở Việt Nam, những giống hồng leo thường được trồng nhiều ở những vùng khí hậu mát mẻ như là Đà Lạt, Mộc Châu hay là Sapa. Tuy nhiên thời gian gần đây, tại những thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu xuất hiện mốt trồng hoa hồng leo, hồng bụi nhập ngoại. Các giống hồng này chủ yếu được nhập khẩu từ Đức, Anh, Thái Lan hay là Trung Quốc với nhiều ưu điểm nổi bật như là đẹp, nhiều chủng loại, màu sắc khác lạ và hoàn toàn có thể thích nghi với nhiều kiểu khí hậu ở Việt Nam. Những loại hoa này đang thu hút nhiều người muốn trải nghiệm và trồng thử.